Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, video ngày hôm nay 5 tháng 8 năm 2022 là một video có nội dung không giống như những video từ trước đến nay của Lê Đình. Trong video này, Lê Đình sẽ không nói về các chương trình an sinh xã hội, cũng không nói về những chương trình trợ cấp hay những chương trình hoàn thuế. Mà Lê Đình sẽ nói về chuyện những quý vị khán giả xem YouTube đã bị những kẻ gian mạo danh là những YouTubers nổi tiếng gạt tiền những kẻ gian đã lợi dụng tên tuổi và sức ảnh hưởng của những vị YouTuber nổi tiếng này để tư vấn, quảng cáo, bán hàng online. Và tệ hơn nữa là gạt tiền từ thiện của quý vị khán giả cho vào túi riêng của chúng, nhằm giúp quý vị khán giả của Lê Đinh tránh khỏi sự lường gạt của kẻ gian. Lê Đinh cũng chia sẻ thêm với quý vị về ba nguyên tắc làm việc của Lê Đinh. Trong kênh YouTube Lê Đinh Vlogs USA, nếu người nào tự xưng là Lê Đinh nhưng không tuân theo ba nguyên tắc này thì đó chính là kẻ lừa đảo. Quý vị thân mến, trong thời gian gần đây rất nhiều kênh YouTube bị những kẻ gian mạo danh tên của kênh YouTube, mạo danh tên của chủ kênh để quảng cáo, bán những sản phẩm online hoặc tệ hơn là lừa gạt tiền của quý vị khán giả. Chẳng hạn như kênh YouTube của một vị bác sĩ ở Mỹ đã từng bị kẻ gian ăn cắp nguyên các video, hình ảnh của bác sĩ trong video. Chỉnh sửa lại, sau đó dùng danh xưng của bác sĩ để quảng cáo, để tư vấn và để bán hàng qua YouTube và cả qua Facebook. Cho dù bác sĩ đã rất nhiều lần thông báo với quý vị khán giả rằng bác sĩ không bao giờ làm các video bán thuốc và cũng không bao giờ bán các sản phẩm online. Nhưng tình trạng đó vẫn tiếp diễn cho đến khi bác sĩ thông báo rằng bác sĩ đã chính thức đăng ký bản quyền cho kênh YouTube và Facebook của mình. Hiện nay cũng có một vụ lừa đảo đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng người Việt trên mạng xã hội. Đó là câu chuyện về một kẻ lừa đảo ở Việt Nam. Lợi dụng uy tín của một chủ kênh YouTube lớn ở tiểu bang California để lường gạt tiền đóng góp của nhiều vị khán giả hảo tâm yêu thích những hành động từ thiện của người chủ kênh này. Những kẻ xấu chuyên lường gạt người khác, chuyên ăn cắp những công sức lao động của người khác, không những lợi dụng danh dự và uy tín của những kênh YouTube lớn, những trang Facebook của những người có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng mạng, mà cũng không tha cho những kênh YouTube nhỏ giống như kênh của Lê Đình hoặc là những kênh YouTube khác nhỏ hơn với số lượng người subscribe ít hơn. Nói chung là chúng không tha cho một ai và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể lường gạt những quý vị khán giả có lòng tốt, có lòng hảo tâm hoặc là có sự tin tưởng đến người chủ kênh nào đó. Lê Đình đã từng phát hiện các video của Lê Đình đã bị chủ của một kênh YouTube người Việt nhưng không phải ở Mỹ. Kênh này chuyên đăng những video về nhập cảnh Việt Nam, khai báo hải quan, khai báo y tế, test Covid chích ngừa COVID, nói chung là những thông tin có liên quan đến việc nhập cảnh Việt Nam. Người này đã ăn cắp toàn bộ hình ảnh, nội dung và âm thanh trong một video của Lê Đinh. Tức là khi quý vị xem video này trên kênh của người đó, quý vị sẽ thấy toàn bộ hình ảnh của Lê Đinh đang đứng trò chuyện với quý vị. Ngay cả Lê Đinh có xưng là Lê Đinh và nói Lê Đinh Vlogs USA trong video clip đó luôn, mà người này vẫn không ngần ngại ăn cắp video đó và post trên kênh YouTube của mình. Tính đến lúc Lê Đinh phát hiện, thì người này đã thu được hơn 5.000 view từ video này của Lê Đinh. Cũng nhờ một vị khán giả và cũng là một đồng nghiệp YouTube của Lê Đinh phát hiện và báo cho Lê Đinh biết. Lê Đinh đã vào thẳng kênh YouTube của kẻ trộm này. Comment ở phần bình luận của video mà người này đã ăn cắp và post trên kênh YouTube của mình. Lê Đinh nói, đây là video mà người này đã ăn cắp từ kênh YouTube của Lê Đình. Nếu họ không gỡ video đó xuống, Lê Đình sẽ thông báo cho tất cả những vị khán giả vào xem video của người này. Vạch ra sự ăn cắp bản quyền trắng trợn này và báo với YouTube để YouTube có biện pháp xử lý với người này và yêu cầu người này gỡ video đó xuống. Sau khi họ đọc được lời bình luận của Lê Đình, trong video mà họ đã ăn cắp cả hình ảnh và nội dung thì họ đã xóa video đó ngay lập tức đối với lê đình việc các video của lê đình bị ăn cắp bản quyền là nghiêm trọng nhưng vẫn không nghiêm trọng bằng việc những quý vị khán giả của lê đình bị lừa tiền nếu một người nào đó lợi dụng tên của lê đình để lừa gạt tiền của quý vị hoặc lợi dụng tên của lê đình để khai thác thông tin cá nhân của quý vị như họ đã và đang làm đối với những kênh youtube khác họ có thể lợi dụng tên của Lê Đinh. Sự tin tưởng của quý vị đối với Lê Đinh, hứa giúp điền đơn cho quý vị để xin một chương trình nào đó hoặc hứa sẽ hướng dẫn quý vị nộp đơn cho một chương trình lợi ích an sinh xã hội nào đó. Rồi họ sẽ yêu cầu quý vị phải chuyển tiền cho họ trước hoặc cung cấp cho họ những thông tin cá nhân của quý vị. Khi họ đã nhận được tiền của quý vị hoặc đã có những thông tin cá nhân của quý vị, họ sẽ cao chạy xa bay cho đến thời điểm hiện nay, tức là lúc Lê Đinh đang quay video này là buổi chiều ngày 4 tháng 8 năm 2022. Những sự việc đáng tiếc này chưa xảy ra đối với kênh Lê Vlogs USA. Ngoài việc video của Lê Đinh bị ăn cắp và bị post lên các kênh YouTube khác, còn việc lừa tiền, lừa khai thác những thông tin cá nhân của quý vị khán giả vẫn chưa xảy ra. Nhưng Lê Đinh không muốn sự việc xảy ra rồi mới thông báo với quý vị. Lê Đinh muốn chặn đứng những sự việc đáng tiếc này trước khi nó xảy ra. Do đó, Lê Đinh làm video này gửi đến tất cả những quý vị khán giả xem Lê Vlogs USA. Và xin quý vị hãy nhấn vào nút share để giúp Lê Đinh chia sẻ thông tin này đến cho nhiều quý vị khán giả khác cùng được biết. Cho dù những quý vị đó chưa từng nghe qua Lê Đinh Vlogs USA là kênh YouTube nào. Nhưng sự chia sẻ của quý vị sẽ giúp cho những quý vị khán giả đó đề cao cảnh giác, tránh bị gạt bởi những kẻ lừa đảo. Mạo danh là chủ của những kênh YouTube mà quý vị yêu thích. Riêng đối với kênh Ledin Vlogs USA, Ledin sẽ làm việc theo ba nguyên tắc sau đây. 1. Không thu tiền từ khán giả. 2. Không hỏi thông tin cá nhân. 3. Không giao tiếp riêng do đó nếu người nào yêu cầu quý vị phải trả tiền để được giúp điền đơn hay được giúp ghi danh cho một chương trình nào đó hoặc được tham gia một chương trình phúc lợi của các quận hạt hay là các tiểu bang thì người đó không phải là lê đình lê đình chỉ chia sẻ những thông tin hay cung cấp những kiến thức cho quý vị trong các video được đăng rộng rãi trên kênh youtube của lê đình Lê Đình chỉ dựa vào những thắc mắc của quý vị hay những câu hỏi của quý vị ở phần bình luận và chia sẻ những video hay trả lời trực tiếp vào phần bình luận đó trong phạm vi hiểu biết của Lê Đình. Lê Đình đã, đang và sẽ không bao giờ nhận bất kỳ một khoản tiền nào với bất cứ một lý do nào từ quý vị khán giả. Lê Đình giúp được quý vị điều gì thì Lê Đình sẵn sàng giúp quý vị hoàn toàn miễn phí. Tương tự, Lê Đình cũng sẽ không bao giờ hỏi những thông tin cá nhân của quý vị và cũng không mong muốn quý vị chia sẻ những thông tin của quý vị trên các trang mạng xã hội hay những diễn đàn công cộng. Thí dụ như để lại địa chỉ số phone ở phần bình luận của các video. Nếu một ai đó hỏi địa chỉ số phone của quý vị hoặc bất kỳ những thông tin cá nhân khác thì người đó chắc chắn không phải là Lê Đình phương châm thứ ba của lê đinh là không liên lạc riêng rẽ qua email facebook hay là qua điện thoại mặc dù lê đinh có chia sẻ địa chỉ facebook của lê đinh trong phần bình luận nhưng đó chỉ với mục đích làm theo quy định của youtube bởi vì lê đinh rất ít kiểm tra facebook của mình nếu quý vị có để những câu hỏi ở facebook lê đinh sẽ không thể nào trả lời kịp thời cho quý vị rồi còn có tình trạng những kẻ lừa đảo tạo ra những Facebook giả tạo, mạo danh là những người mà quý vị tin tưởng, lợi dụng lòng tin của quý vị, lợi dụng lòng tốt của quý vị để gạt tiền quý vị. Hoặc họ cũng có thể giả mạo là Lê Đinh, cho quý vị địa chỉ email của họ, để quý vị chia sẻ những thông tin cá nhân của quý vị cho họ. Lê Đinh biết, có nhiều quý vị có những hoàn cảnh riêng tư, khó giải bài hết trên những diễn đàn công cộng. Nhưng chuyên môn của Leiden cũng không thuộc về an sinh xã hội hay là về thuế. Leiden e rằng cho dù quý vị có hỏi riêng Leiden thì Leiden vẫn không đủ khả năng để tư vấn với quý vị về những lĩnh vực này. Tóm lại, khi quý vị đến với Leiden Blogs USA, quý vị sẽ nhận được những thông tin, những chia sẻ, những kiến thức, những sự giúp đỡ hoàn toàn miễn phí và vô vụ lợi những quý vị có thắc mắc sẽ để lại thắc mắc của mình ở phần bình luận khi Lê Đinh và những quý vị khán giả khác có câu trả lời thì quý vị khán giả và Lê Đinh cũng sẽ để câu trả lời của mình ở phần bình luận bản thân Lê Đinh và kênh YouTube Lê Đinh Vlogs USA không bao giờ nhận bất cứ khoản tiền nào từ quý vị khán giả không bao giờ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân và cũng không dùng các trang mạng cá nhân như email facebook hoặc là điện thoại để liên lạc riêng với quý vị để thu tiền quý vị hoặc khai thác những thông tin cá nhân của quý vị đó chính là nguyên tắc ba của lê đình nếu quý vị phát hiện người nào xưng danh lê đình mà vi phạm một trong ba nguyên tắc này người đó chắc chắn không phải là lê đình xin quý vị hãy báo ngay cho lê đình bằng cách để lại thông báo ở phần bình luận của video mới nhất. Để tránh quý vị và những quý vị khán giả khác bị rơi vào bẫy của những kẻ lường gạt. Quý vị thân mến, đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Trong thời gian sắp tới, Lê Đinh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm nhiều video với những thông tin hữu ích khác. Cho nên, nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe, Lê Đinh mời quý vị hãy nhấn nút subscribe, rồi sau đó nhấn nút chuông, để có thể nhận được thông báo ngay lập tức mỗi khi Lê Đinh có video mới. Và xin quý vị cũng hãy nhấn nút like, để báo cho Lê Đinh biết rằng video của Lê Đinh đã mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị và cũng để giúp các video của Lê Đinh được YouTube đề bạc đến cho thêm nhiều quý vị khác cùng được biết. Lê Đình xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, Lê Đình xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.